Diện là nhiều mà. Diện. Đây không thiếu cảnh quay luôn. Làm anh mình không làm content trên tôn mình diễn được. Nha. Ừ. Làm diễn thì nó có view luôn. Với cả. Nó view với cả. Cái gì? Tung bơi á. Tung bơi, ông có tung bơi. Chỗ Nam Trần đi đường này chắc Nam Trần chết khiếp. Nam Trần cứ gọi điện cho anh thì tối gọi điện lại cậy bà. Làm đấy được, ở đây có mạng không? Nhìn thì làm gì cho yên tĩnh được. Lát phải kéo sang đây. Có gì đâu mà kéo đơn giản. Ở đây có mát không? Ở đây cũng được, ở đây cũng yên tĩnh, ở đây đông người, nó nắp cái cam mà ở đây là an toàn. Ở đây nuôi gà hộ em luôn. Nuôi gà? Cũng được, đâu gà đâu. Nuôi gà, nuôi vịt, nuôi cá hộ em luôn. Thế cũng được. Đâu xem nào, mở cửa rồi nè. Làm đi xong rồi. Ở ba đấy được, ở kia bất tiện mẽ được. Đông người, mở đấy có đông người, có ưu điểm là trông đồ được. Ở đây phải khóa cửa vào. Mà cái cửa này được, đúng là chớp mắt nó nách được ra. Được đấy. Ở đây không ai hả? Sáng mà. Sáng ra tối lại ra. Nhưng mùa hè có nắng không? Ở đây là mùa hè đấy nhỉ? Vâng, mùa hè. Ừ. Chỉ đây nó mát được mà, nhưng mà vẫn phải có quạt, quạt cây. Quạt cây là ngủ được rồi trên em á. Ừ, quạt cây là ngủ rồi. Ở ngoài thì ngủ ngay trong đây, ngủ ngay trong đây. Nhờ để chín chỗ ở đây nào. Ừ, được đấy, ở đây được em ạ. Nhưng mà ở đây ui, ở đây mát thế. Mát thế, trời ơi, mát nắng lên. Đây có bếp đúc. Nhưng mà ngoài ngoài nó có nắng không? Có. Có nắng không? Sao hôm nay không nắng à? Hôm nay nó